Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình ra cho mọi người dễ hình dung. Chúng ta có S, A, B, C và D. Như vậy, chúng ta có độ dài của vector U, có nghĩa là SA trừ SC. Chúng ta có SA nè, có SC nè. Tuy nhiên ở đây có dấu trừ, vì mình sẽ đảo ngược lại thành vector SA cộng với lại vector CS. Như vậy, vector SA sẽ đi theo hướng như thế này. Còn vector CS sẽ đi theo hướng như thế này. Như vậy, nếu chúng ta đi theo hướng này thì chúng ta sẽ có vector AC. Đây là cách cộng vector. Thì bây giờ trong trường hợp này để nói độ dài của vector AC này bằng bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta biết ở đây tất cả các cạnh đều bằng 2 căn 3. A. Chúng ta biết hình chóp này là hình chóp tứ giác đều có đáy sẽ là một hình vuông. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một góc vuông ở đây. Như vậy chúng ta xét tam giác ADC, áp dụng công thức Pythagore để tính AC ở đây. Như vậy AC của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của cái cục này. Chúng ta biết AD và DC đều bằng 2 căn 3 chia A. Hai căn 3 nhân với A tức cả bình phương nha. Như vậy, bấm máy tính cục này ra. Chúng ta có 2 căn 6 nhân với lại A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.